Sau khi vướng phải một số thị phi trên mạng xã hội vào hồi gần cuối tháng 5 năm 2021, thư Vũ, tên đầy đủ Vũ thị Anh Thư, đã tạm biến mất một thời gian trên mạng xã hội vì ồn ào. Cách đây không lâu, cô gái này đã có màn xuất hiện trở lại trên trang cá nhân với hình ảnh xinh đẹp, được đông đảo bạn bè trên trang cá nhân động viên và ủng hộ. Thời gian gần đây, thư Vũ đã liên tục đăng tải hình ảnh trở lại. Có thể nói gái xinh này đã vượt qua khỏi những ồn ào có căm bắt tạm gọi là ổn áp trên mạng xã hội. Hình ảnh mới nhất được Thư Vũ đăng tải trên trang cá nhân. Thư Vũ đã khiến nhiều netizen bất ngờ khi cô trở lại trang cá nhân với hình ảnh tươi không cần tưới. Tưởng chừng với những sóng gió đã qua, cô nàng sẽ còn rất lâu mới trở lại đường đua thả thính. Nhưng có vẻ dự đoán của cư dân mạng lần này sai rồi, Thư Vũ ngoài đăng ảnh xinh đẹp thì còn làm luôn một tràng status đạo lý tình yêu. Cô tự nhận hình ảnh hiện tại chính là phiên bản tốt nhất của chính mình. Gái sinh về nhà đi con khẳng định. Chẳng vì ai mà nở rộ, cũng chẳng vì ai mà úa tàn. Dịu dàng mong manh, nhưng lại ngông cuồng cố chấp. Là em, chính em này hôm nay. Status của Thư Vũ. Ngoài ra trên Story cá nhân của mình, Thư Vũ cũng thường xuyên update các hoạt động trong ngày. Vào sáng sớm 18. Thư Vũ đã đăng story có dòng chữ Coffee, bên cạnh là bản nhạc thanh xuân của Ra Lát. Ngoài ra, cô nàng còn gây chú ý khi viết caption, nghe nói dậy sớm để thành công. Được biết, Thư Vũ sinh năm 1998, đến từ Hà Nam và từng là sinh viên của khoa thanh nhạc thuộc Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Cô từng đóng góp một vai nhỏ ở bộ phim truyền hình về nhà đi con. Nguồn, tổng hợp